Bản tin Thế giới sáng ngày 7 tháng 10 Đồng minh của ông Putin thừa nhận những tổn thất nặng nề ở Kherson Ông Putin có hành động đẩy lùi Bộ Quốc phòng Nga Điện Kremlin ủng hộ báo cáo của tình báo Mỹ nói rằng Ukraine đã ám sát con gái nhà tư tưởng của ông Putin Linh kiện điện tử quan trọng của Mỹ bất ngờ được tìm thấy trong UAV cảm tử Sahid 136 của Iran Dịch bệnh Trung Quốc báo cáo người dương tính nhận được tiền thưởng làm giấy lên chỉ trích. Quan chức Tân Cương nói, hàng nghìn người bị ngộ độc và hàng chục người mất mạng do phun khử trùng Covid-19. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thế giới sáng ngày 7 tháng 10 của DKN TV Kính thưa quý vị, đồng minh của ông Putin thừa nhận những tổn thất nặng nề ở Kherson. Truyền thông Mỹ Newsweek đưa tin, người dẫn chương trình của truyền hình Nga Vladimir Solovyov hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 10, đã lên tiếng thừa nhận rằng những bước tiến của quân đội Ukraine ở Kherson và Liman đang khiến cho Nga trông thật ngu ngốc. Tuần này, Trung tướng Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc quân đội Nga rút lui ở Liman chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sắp nhập 4 khu vực của Ukraine. Ông Solovyov, người nổi tiếng với những quan điểm ủng hộ Điện Kremlin, đã cho biết, bản thân chúng tôi biết rằng mọi thứ rất khó khăn ở khu vực Kherson. Vâng, chúng tôi đã cố gắng tránh bị bao vây và bị chia cắt lực lượng. Họ đang tích cực tấn công. Ông cũng nói thêm rằng, người Ukraine không quan tâm đến việc hết binh lính, vì những người lính chịu thương vong lại đang được thay thế bằng lính đánh thuê. Trong khi đó, việc Nga khai triển thêm khoảng 300.000 binh sĩ đã vấp phải phản ứng trái chiều. Tuyên truyền viên Soloviov cũng nói thêm, NATO đã ngửi thấy mùi máu của chúng tôi. Họ cảm thấy phấn khích trước việc Ukraine ở vùng Kharkiv dễ dàng như thế nào và Lyman rơi vào tay họ nhanh như thế nào. Và bây giờ đây là ở vùng Kherson. Họ nghĩ rằng họ đạt được bước tiến, chứ không phải là chúng tôi, và họ có thể quét sạch chúng tôi. Sau chiến dịch Kharkiv thành công của Ukraine, ông Soloviov cũng bình luận phản ứng của Nga là thực sự đáng lo ngại. Vào tuần trước, ông nói trên chương trình Russia 1, rằng không có một cuộc hành quân nào sau Kha Kíp có thể làm giảm bớt sự cay đắng này. cả phương Tây đang bắt đầu chế nhạo chúng tôi. chuyển sang một diễn biến khác, theo Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ ISW, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov đã thông báo rằng Tổng thống Nga Putin đã trao quân hàm thượng tướng cho ông vào ngày 5 tháng 10. Sự thăng tiến này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh những tranh cãi gần đây xung quanh ông Kadyrov và những lời chỉ trích trực tiếp của ông đối với Thượng tướng Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga là ông Alexander Lapin. Mặc dù Viện Nghiên cứu của Mỹ vẫn chưa tìm thấy xác nhận chính thức nào về việc thăng cấp của ông Kadyrov, nhưng ông Putin có thể đã đưa ra quyết định thăng cấp bậc cho ông Kadyrov để duy trì sự ủng hộ của các lực lượng Chechnya, đồng thời cũng đẩy lùi Bộ Quốc phòng Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cấp bậc mới của ông Kadyrov có thể là một dấu hiệu cho thấy ông Putin sẵn sàng xoa dịu những lời kêu gọi cấp tiến và mạnh mẽ hơn. Chuyển sang một diễn biến khác, Điện Kremlin ủng hộ báo cáo của tình báo Mỹ nói rằng chính Ukraine đã ám sát con gái nhà tư tưởng của ông Putin. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, vào ngày 6 tháng 10 đã hoan nghênh thông tin cộng đồng tình báo Hoa Kỳ nghi ngờ các quan chức của Ukraine đứng sau vụ đánh bom giết chết con gái của học giả nổi tiếng Alexander Dugin, một đồng minh và cũng là nhà tư tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào tháng 8. The New York Times ngày 5 tháng 10 đưa tin, quan chức Mỹ tiết lộ thông tin cho biết Mỹ không hề biết trước về hoạt động này và cũng đã không cung cấp thông tin tình báo hoặc là những hỗ trợ khác. Đồng thời, Washington cũng đã chính thức cảnh báo Ukraine về vụ việc. Báo cáo đề cập rằng, mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan tình báo đã chia sẻ thông tin chiến trường nhạy cảm với Ukraine để giúp đỡ họ nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy, đường tiếp tế và các mục tiêu quan trọng khác của Nga, nhưng họ vẫn kêu gọi Kyiv không thực hiện các biện pháp có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ với Liên bang Nga. Hoa Kỳ đã không chia sẻ với Ukraine về thông tin tình báo có thể dẫn đến việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào các quan chức cấp cao của Nga các quan chức Mỹ tiết lộ thông tin không cho biết cụ thể là ai trong chính phủ của Ukraine đã ra lệnh hành động, ai đã thực hiện vụ tấn công này, hay liệu bản thân Tổng thống Ukraine Zelensky có biết về vụ việc này hay không. Các quan chức cũng từ chối cho biết ai trong chính phủ Mỹ đã cảnh báo Ukraine sau vụ việc, hoặc ai trong chính phủ Ukraine đã được cảnh báo về điều đó. Báo cáo cũng đề cập rằng Alexander Dugin được coi là người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga và ông đã thúc giục chính quyền Nga chiếm Ukraine và xây dựng lại đế chế Nga. Mục tiêu dự định của vụ ám sát ban đầu là chính ông Dugin, nhưng ông đã đổi ý nên không lên xe của con gái Dugina và thoát khỏi thảm họa. Sau khi vụ việc xảy ra, các quan chức Nga đã cáo buộc rằng vụ ám sát chính là do Ukraine thực hiện và các quan chức của Ukraine bác bỏ mọi liên quan đến vụ ám sát này. Khi được hỏi về đánh giá tình báo của Mỹ, báo cáo cho biết, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã một lần nữa phủ nhận mọi liên quan đến vụ đánh bom xe sát hại Dukina. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng nói thêm rằng, ông hy vọng Hoa Kỳ không cố gắng phất lờ bất kỳ tội ác nào trong tương lai mà Kyiv bị cáo buộc đã lên kế hoạch. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Linh kiện điện tử quan trọng của Mỹ bất ngờ được tìm thấy trong UAV cảm tử Shahid-136 của Iran. Làm cách nào để linh kiện điện tử quan trọng do Mỹ sản xuất xuất hiện trong máy bay không người lái UAV cảm tử Shahid-136 của Iran là điều mà Washington muốn điều tra rõ ràng. Các chuyên gia quân sự của Ukraine đang nỗ lực nghiên cứu UAV cảm tử Shahid-136 do Iran chế tạo ông Volodymyr Yashchenko, người sáng lập Monobank và hiện đang phát triển dự án UAV Dobbus, đã cho biết một thiết bị liên lạc kỹ thuật số khá tiên tiến đã được tìm thấy trong UAV này. Đặc biệt, dù dấu hiệu đã bị tẩy xóa, nhưng các chuyên gia vẫn nhận ra. Đây chính là bộ vi xử lý do công ty Antera của Mỹ sản xuất, công ty được Intel mua lại vào năm 2015. Hiện vẫn chưa rõ con chip này thuộc về các công nghệ lưỡng dụng hay là được bán công khai trên thị trường dân sự nhưng họ nhận thấy rằng bản thân bo mạch của thiết bị liên lạc trong UAV Sahit 136 đã được phát triển theo khuôn mẫu của Mỹ. Ông Volodymyr Yashenko nói, Thiết bị trong UAV của Iran được thiết kế bởi các chuyên gia đào tạo tại Mỹ. Sản phẩm do mỗi trung tâm thiết kế thiết bị điện tử đều có những đặc điểm riêng biệt. Điều thú vị là sinh viên Iran không thể học ở Mỹ để nắm được công nghệ này. Trước tình hình này, các nhà phân tích của trang Defense Express cũng lưu ý rằng không loại trừ việc Iran đã mua toàn bộ bo mạch nói chung hoặc là phát triển và sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt. Như vậy có thể nhận thấy rằng việc Mỹ hay các quốc gia khác cố gắng chặn nguồn cung cấp linh kiện điện tử cho những đối tượng mà bị họ cấm vận là điều gần như hoàn toàn bất khả thi. Giải pháp được đưa ra hiện nay có lẽ là chỉ sử dụng các khí tài chế áp điện tử nhằm gây nhiễu những thiết bị có nguồn gốc dân sự, vốn không có khả năng chống nhiễu tốt như là sản phẩm dành riêng cho quân sự. Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng trong tương lai, các quốc gia như Iran và Nga vẫn nhận được nguồn cung linh kiện điện tử từ những đồng minh đặc biệt như Trung Quốc, hoặc là họ sẽ tự nghiên cứu chế tạo. Tiếp theo chương trình là phần tin tức về dịch bệnh Trung Quốc. Báo cáo người dương tính nhận được tiền thưởng, làm dấy lên chỉ trích dữ dội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần, những biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền các cấp địa phương cũng liên tục được nâng cấp. Cách đây vài ngày, huyện Thẩm Khâu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã ra thông báo khuyến khích công chúng báo cáo những người bị sốt cao, một khi họ được chẩn đoán là dương tính với Covid-19 thì người tố cáo sẽ được thưởng tối đa là 50.000 nhân dân tệ, tương đương với 7.000 đô la Mỹ. Cư dân mạng Trung Quốc gọi động thái này là phòng bệnh kiểu truy nã, cùng với rất nhiều bình luận chế giễu và chỉ trích trên mạng xã hội. Theo trang The Paper, hôm ngày 3 tháng 10, Bộ Chỉ huy Chống dịch tại huyện Thẩm Khâu, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã đưa ra thông báo cho biết, để phát huy hết vai trò giám sát và cảnh báo sớm của các trạm báo cáo. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Bộ này đã quyết định thực hiện cơ chế ban thưởng cảnh báo sớm cho các trạm báo cáo trong toàn quận. Cái gọi là trạm báo cáo bao gồm các cơ sở như phòng khám, cơ quan y tế cấp cơ sở, khách sạn, nhà thuốc, quán ăn, siêu thị, địa điểm công cộng, giao thông công cộng và xe taxi. Theo thông báo này, mỗi trạm báo cáo sẽ được thưởng 200 nhân dân tệ, tương đương với 28 đô la Mỹ cho mỗi người nếu như họ tìm thấy người nào có mã màu vàng hoặc những người có lịch trình qua khu vực có nguy cơ trung bình và cao. Khi họ quét mã sức khỏe hoặc là kiểm tra mã hành trình đồng thời báo cáo kịp thời và thực hiện những biện pháp kiểm soát tạm thời. Nếu tìm và báo cáo được người có mã màu đỏ, thì một người báo cáo sẽ được thưởng 500 nhân dân tệ. Nếu phát hiện người bị sốt cao đã từng lưu tới vùng có nguy cơ trung bình hoặc là cao, đồng thời báo cáo kịp thời cũng như thực hiện các biện pháp kiểm soát thì sẽ được thưởng 5.000 nhân dân tệ, tương đương với 700 đô la Mỹ trên một người. Nếu như phát hiện bệnh nhân sốt có tiền sử sống ở vùng có nguy cơ trung bình và cao thì sau đó báo cáo kịp thời và thực hiện các biện pháp kiểm soát tạm thời. Đồng thời, những người đó được chẩn đoán là dương tính với COVID-19 thông qua xét nghiệm axit nucleic thì người báo cáo này sẽ nhận được phần thưởng là 50.000 nhân dân tệ. Báo cáo những người tùy ý vào các địa điểm công cộng mà không quét mã hoặc xác minh mã, thì sau khi xác minh, người tố giác sẽ được thưởng 100 nhân dân tệ, tương đương với 14 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp. Trang NTD TV cho biết, sau khi thông báo của chính quyền được truyền thông loan tin, cư dân mạng đã nhanh chóng chuyển tiếp trên mạng xã hội và trở thành tìm kiếm nóng của Baidu. Khu vực bình luận ở dưới bản báo cáo liên quan đã có những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những cư dân mạng Trung Quốc. Và cư dân mạng Trung Quốc gần như đều chỉ trích hoặc là chế nhạo biện pháp này Tờ NTDTV đã trích dẫn một số bình luận như sau Thật không có thuốc chữa, thật điên rồ, cái này giống như mò kim đáy biển Một số cư dân mạng đặt câu hỏi, tiền thuế của dân sao mà lại tiêu xài như thế này được Một cư dân mạng khác thì nói đùa rằng báo cáo bản thân thì có được tiền không Một cư dân mạng khác thì đùa cờ rằng nếu được thưởng một căn hộ thì tốt biết bao một cư dân mạng Bắc Kinh đã để lại câu hỏi chế nhạo, nếu bố của mình bị sốt thì làm thế nào? Một cư dân mạng Tô Châu đã trả lời, lấy 50 tệ trước rồi tính sau, chỉ là sốt thôi, qua vài ngày là khỏi thôi. Cư dân mạng Trùng Khánh cũng giễu cợt, để ông ấy lây bệnh cho bạn rồi cùng nhau đi báo cáo, kiếm 100 nhân dân tệ. Tuy nhiên, một cư dân mạng ở Thượng Hải thì nói, các bạn đều là người dân thường, đừng mong nhận được tiền, số tiền đó không phải chuẩn bị cho các bạn đâu. Dưới những bài báo cáo liên quan của các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước ngoài, cũng có một số lượng lớn người Trung Quốc bình luận về điều này. Trong nước có nhiều điều thật kỳ lạ quá. Từ đầu đến cuối đều chứng tỏ là một quốc gia vô pháp vô thiên. Trang wenxuecity com thì cho biết, tài khoản mạng Mongols thì đùa cợt rằng mọi người không có việc làm, cũng không có cơm để ăn, có thể giúp nhau báo cáo lấy tiền sống qua ngày. Tài khoản có tên Seven Fish cũng cười nhạo, Tôi cũng nghĩ tới việc chủ động đi lây nhiễm, sau đó báo cáo người ta và cầm tiền rồi đi. Tiếp tục những vấn đề về dịch bệnh Trung Quốc. Quan chức Tân Cương báo cáo, hàng nghìn người bị ngộ độc và hàng chục người mất mạng do phun khử trùng Covid-19. Theo Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan, RTI, quận Bì Sơn, thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, đã phun thuốc khử trùng trên diện rộng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, khiến hàng nghìn người bị ngộ độc. Một quan chức địa phương đã tiết lộ rằng hàng chục người đã chết trong một ngôi làng nhỏ ở địa phương. Đài Á Châu Tự do, RFA, phiên bản tiếng Anh, vào ngày 30 tháng 9 cũng đưa tin, người dân ở quận Bì Sơn, thuộc vùng Hòa Điền Tây Bắc Tân cương gần đây đã phát tán một số lượng lớn video tố cáo chính quyền phun thuốc khử trùng khiến cho hàng nghìn người bị ngộ độc và nhiều người chết. Đoạn video cho thấy các nhân viên phòng chống dịch bệnh đã đi vào nhà của người dân và phun thuốc khử trùng lên các bức tường, bàn ghế, giường và tủ lạnh. Người dân cũng cho biết sau khi địa phương được gỡ phong tỏa, chính quyền cũng điều động máy bay phun thuốc khử trùng trên diện rộng. Một quan chức địa phương giám sát 10 gia đình trong một ngôi làng của người Duy Ngô Nhĩ nói với Đài RFA rằng 12 hoặc 13 người trong làng đã chết, trong đó có một người thân của ông. Một gia đình khác có 5 người tử vong, bao gồm bà, con gái, con dâu và hai người cháu ngoại. Vị quan chức này cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 9, ông không muốn nêu tên vì lý do an ninh. Một người đàn ông địa phương khác cũng xin được giấu tên cho biết các quan chức đã phun thuốc khử trùng trên mái nhà và ở sân của mọi ngôi nhà, khiến cho nhiều người dân bị ngộ độc, nhưng chính quyền lại từ chối đưa họ đến bệnh viện. Người đàn ông này cho biết, con trai của ông đã bị cảnh sát tạm giữ vì phản đối việc phun thuốc khử trùng ở trong nhà. Người đàn ông này cũng cho biết, hiện tại cộng đồng của ông đều đã bị phong tỏa, thực phẩm thì khan hiếm, người dân không còn gì để ăn. Họ đã bị ngộ độc sau khi chính quyền phun thuốc khử trùng trên diện rộng và họ không biết điều gì sẽ xảy ra khi họ thức dậy vào ngày mai. Một người dân khác ở quận Bì Sơn cũng có buộc, việc máy bay phun chất khử trùng trong không khí suốt 9 ngày qua đã khiến cho nhiều người bị ngộ độc và dẫn đến chết. Một nhân viên tại Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Hòa Điền đã xác nhận sự cố người Duy Ngô Nhĩ bị ngộ độc do chất khử trùng tại một bệnh viện địa phương. Nhưng nhân viên này cũng từ chối tiết lộ về số người đã chết. Sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo, một nữ nhân viên khác đã xác nhận rằng vụ ngộ độc xảy ra ở quận Bì Sơn, nhưng cô khẳng định rằng cô không biết chính xác địa điểm xảy ra vụ việc. Một nhân viên thứ ba khuyên các phóng viên nên xác nhận số người chết với Văn phòng Dịch vụ Thông tin của Trung tâm. Không biết chính quyền địa phương đã phun loại chất khử trùng nào. Trước đây trong thời gian thượng hải và những nơi khác bị phong tỏa, nhân viên phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc cũng đến phun khử trùng. Những cư dân cũng phản nàn trên Weibo rằng chính quyền phun khử trùng ở khắp mọi nơi trong cộng đồng, khiến cho cả người dân và vật nuôi đều xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Người duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương từ lâu đã bị đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp với hàng triệu người bị giam giữ trong các trại tập trung. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid, tình hình của các dân tộc thiểu số ở Tân Cương càng trở nên bi đát hơn. Khu vực y lê của Tân Cương bị phong tỏa kéo dài đã tạo ra một nạn đói lớn. Chỉ riêng trong ngày 15 tháng 9, hàng trăm người đã chết vì đói trong các khu vực địa phương. Đài RFA đã gọi điện đến một số quan chức địa phương, tất cả đều phủ nhận rằng hàng trăm người đã chết vào ngày hôm đó, và họ đưa ra con số thiện mạng là từ 20 cho đến 22 người. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thế giới sáng ngày 7 tháng 10 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.